Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Như mọi người đã biết, ở Việt Nam có nhiều thần tích về những vị chân sư nhiều phép lạ, được nhân dân thờ phụng, tôn là các vị thánh, được thờ trong các ngôi chùa có cấu trúc tiền Phật hậu thánh. Dưới đây thì mình xin chia sẻ với mọi người về ba vị sư nổi tiếng trong thời nhà Lý, còn được gọi là Tam Thánh. Vị đầu tiên là Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Từ Đạo Hạnh hay là Đức Thánh Láng là vị thiền sư Phật giáo Bắc Tông nổi tiếng trụ lý. Ông có nhiều công hạnh với triều đại, cuộc đời kỳ bí thiêng liêng mà được phụng thờ. Trước khi Mẫu Liễu Hạnh giáng thế và những truyền thuyết về bà trở nên phổ biến trong dân chúng, thiền sư Từ Đạo Hạnh đã từng được liệt vào hàng tứ bất tử. Ông là Từ Lộ, tự là Từ Đạo Hạnh, con trai của tăng quan Đô Sát Từ Vinh. Cha ông dùng tà thuật làm Phật ý Diên Thành Hầu, bị Diên Thành sai đại điên thiền sư dùng phép đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Xác Từ Vinh trôi đến trước cửa nhà của Diên Thành Hầu, đột nhiên đứng dựng lên lừ đừ ở đó suốt cả một ngày mà không trôi đi. Diên Thành sợ hãi, báo đại điên. Đại điên mới liền tới và quát: "Người đi tu không được phép giận quá một ngày." Tức thì thay ma đổ xuống mà trôi đi. Từ Lộ uất hận, nghĩ kế báo thù cho cha. Ban đầu thì Từ Lộ định trình đánh lén đại điên, song có tiếng thét từ trên trời ngăn ông lại. Từ Lộ bèn bỏ sang ấn học phép, gặp đường xá hiểm trở phải quay trở về. Rồi ông lên núi Phật Tích ẩn cư, ngày ngày tụng kinh chú Đại Bi Đà La tới 108.000 lần. Một hôm thấy có thần nhân tự xưng là Trấn Thiên Vương tới quy phục, biết là đạo pháp đã thành, thù cha có thể rửa. Từ Lộ bèn trở về, rồi đến thẳng đến chỗ ở của đại điên. Đại điên dọa dẫm nhắc chuyện xưa. Từ Lộ ngước lên trời không thấy tiếng thét nào nữa, liền cứ như vậy vung gậy đánh đại điên. Sau trận nhừ tử, hắn mang bệnh mà chết. Thù cha đã rửa, Từ Lộ lên đường đi tu hành tiếp. Khi đó Vua Lý Nhân Tông không có con, hay tin ở vùng Duyên Hải có đứa trẻ lên ba, tự xưng là hoàng đế, lấy hiệu Giác Hoàng. Phàm vua làm điều gì thì đứa trẻ cũng biết. Sau đó thì vua sai quan trung sứ tới xem, thấy đúng như lời đồn, bèn đón về kinh sư, cho ở chùa Báo Thiên. Vua thấy đứa trẻ này thông minh, lấy làm yêu dấu muốn lập kế tự. Quần thần hết mực khuyên can, cho rằng đứa trẻ nếu là linh dị, ắt phải thác sinh trong cung cấm, làm người hoàng tộc thì mới có thể lập thái tử được. Vua bèn cho mở đại tiệc 7 ngày 7 đêm cho Giác Hoàng đầu thai vào cung cấm. Vua không biết đứa trẻ kỳ lạ đó chính là đại điên đầu thai mà thành. Từ Lộ nghe tin, biết ngay là kẻ tử thù thác sinh rồi giở trò yêu tà, bèn nhờ chị gái Từ Nương vốn làm thị nữ trong triều, lén lén treo cái bùa của Từ Lộ lên rèm để phong ấn. 3 ngày sau, cậu bé Giác Hoàng bị bệnh, than rằng do bị lưới sắt phong ấn mà không đầu thai được. Vua nghe như vậy cho quân truy lùng, cuối cùng bắt được Từ Lộ đem gông lại. Lúc đó thì em của vua là Sùng Hiền đi ngang qua, Từ Lộ mới năn nỉ: "Xin hãy cứu lấy Bần Tăng, sau này Bần Tăng sẽ ngủ thai trong cung mà báo đáp nhân đức này." Sùng Hiền đồng ý, bèn nói khéo trong buổi chầu rằng: "Nếu là Giác Hoàng có thần lực thì trăm tên Từ Lộ của giải chú cũng đâu làm gì nổi chứ. Này trái lại nha, Từ Lộ phong ấn được, ắt là cao tay hơn hẳn Giác Hoàng rồi. Nếu muốn giết thà cho hắn thác sinh thay cho Giác Hoàng, há còn chí lý hơn." Vua bằng lòng, Sùng Hiền cho Từ Lộ đến phủ nhà mình. Ông ngó nghiêng khắp nơi, dòm đúng chỗ phu nhân tắm. Phu nhân giận mách Sùng Hiền mà Sùng Hiền ngó lơ. Ít lâu sau thì phu nhân đậu thai. Lúc làm bồn thì Từ Lộ được Sùng Hiền báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, trăn trối với học trò. Rồi Từ Lộ viên tịch. Đúng cái thời khắc đứa trẻ con của Sùng Hiền và phu nhân ra đời, đặt tên là Lý Dương Hoán. Vua Nhân Tông nhận làm thái tử. Về sau vua Băng Hà, Dương Hoán được truyền ngôi, ấy là vua Lý Thần Tông. Sau này thiền sư Từ Đạo Hạnh được thờ ở nhiều nơi như là chùa Thầy, chùa Láng, chùa Nền. Hàng năm lễ hội chùa Thầy tổ chức ngày 7 tháng 3 âm lịch, tương truyền là ngày ông viên tịch. Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không. Nguyễn Minh Không tên Húy Chí Thành, đạo hiệu Không Lộ, là một vị thiền sư nổi tiếng và có sức ảnh hưởng. Nhiều công hạnh và thần tích kỳ bí mà được phong làm quốc sư triều Lý, đứng đầu tổ chức Phật giáo quốc gia. Quốc sư cho xây dựng tới 500 ngôi chùa trên đất Đại Việt, đưa Phật giáo Bắc Tông trở nên thịnh hành. Ông được tôn làm tổ nghệ đúc đồng, là Đức Thánh Nguyễn và được thờ phụng ở nhiều nơi như là chùa Bái Đính, chùa Quán Sứ, chùa Lý Quốc Sư v.v. Ông cũng là vị thần trấn Bắc của Hoa Lư Tứ Trấn. Một số tài liệu xưa cũng từng xếp ông vào một trong tứ bất tử thay vì Từ Đạo Hạnh, trước khi thần tích về Mẫu Liễu Hạnh lan tỏa rộng rãi trong dân chúng. Những thần tích xoay quanh ông thì có rất nhiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến thần tích chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông. Nguyễn Chí Thành thời trẻ ở chùa Quốc Thanh, sau này lên đường học đạo thì gặp được các bạn đồng môn là Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Giác Hải.
đều là các thiền sư nổi danh Triệu Lý sau này. Tự Đạo Hạnh gặp người tài bèn truyền tâm ứng, lại đặt cho Tự Minh Không. Về sau Tự Đạo Hạnh có cơ hội đầu thai vào hoàng tộc, trước khi Viên Tịch có nhắn gửi tới Minh Không mấy lời. Ta này sắp tạ thế, ở cái địa vị làm thầy người ta, bệnh tật kiếp sau khó tránh khỏi, ta với người có duyên nên cứu giúp nhau. Rồi Đạo Hạnh tỏa hóa, thác sinh thành Lý Dương Hoán, con trai của Sùng Hiền Hầu, sau trở thành vua Lý Thần Tông. Nguyễn Minh Không sau cuộc hội ngộ cuối cùng cũng trở về chùa cũ cày ruộng. 20 năm sau, đột nhiên vua Lý Thần Tông mắc bệnh lạ, lông mọc khắp cơ thể, tâm trí rối loạn, đau đớn gầm rú như là hổ. Các lương y đều bó tay cứu chữa. Bỗng có đứa trẻ cất tiếng hát: Dục trị thiên tử bệnh, tu đắc Nguyễn Minh Không. Tạm dịch ra là muốn chữa bệnh cho vua phải tìm Nguyễn Minh Không. Triều đình bèn sai sứ đi tìm Minh Không. Minh Không nhớ lời dặn xưa của Đạo Hạnh liền gật đầu. Ông đón sứ thần và đám lính chèo thuyền bằng một nồi cơm nhỏ. Ấy chẳng hiểu sao mà cả đám trăm người vẫn ăn uống no say, rồi dặn mọi người ngủ say. Chốc lát sau thì thuyền đã về đến kinh đô, khiến ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Minh Không tới, các bậc hầu sĩ khinh ông quê mùa không thèm chào. Minh Không đóng cái chiếc đinh dài năm tấc vào cột rồi nói: Khi nào nhổ được cái đinh này ra thì hắn nói chuyện chữa bệnh. Chẳng ai dám nhổ, Minh Không bèn lấy hai ngón tay trái mà nhổ. Đinh bật phăng ra khiến ai nấy đều kính phục. Chốc lát sau thì tới đối mặt với vua Thần Tông, lên tiếng: Kẻ đại trưởng phu được tôn lên ngôi thiên tử, giàu có khắp bốn bề, cơ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? Vua nghe nói thì rất run sợ. Minh Không mới lấy chiếc vạt lớn đựng dầu đun lên sôi sùng sục. Ông thò cái tay trần vào cái vạt sôi khoắn bốn lần, rắc vẩy lên mình vua, tức thì bệnh tật khỏi hết. Nguyễn Minh Không được phong làm quốc sư, vua quan dân chúng đời đời trọng vọng. Thực tế thì quốc sư Minh Không còn là một dược sư, tinh thông thảo dược, chăm cứu. Có thể chính nhờ phương pháp này mà chữa bệnh nan y cho vua Lý Thần Tông. Lâu dần câu chuyện mới được thần kỳ hóa thành truyền thuyết như trên. Tích thứ hai về ông là ông Tổ Nghệ Đúc Đồng. Truyện kể rằng quốc sư Nguyễn Minh Không, đạo hiệu là Không Lộ, không ai khác chính là nhân vật Không Lộ trong truyền thuyết Không Lộ đúc chuông. Trong quá trình cho xây dựng chùa chiền, quốc sư Minh Không đã phục hưng nghề đúc đồng và được tôn làm Tổ Nghệ Đồng. Truyền thuyết kể rằng Không Lộ tu thiền đắc đạo, có thể đi mây về gió, có lần sang phương Bắc chữa khỏi bệnh cho vua Tống. Vua trả ơn, hỏi muốn lấy cái gì. Không Lộ chỉ xin một ít đồng đen để cho vừa tay nải. Mà lạ thay, tay nải của Không Lộ tưởng chừng không đấy, cả kho đồng đen của nhà Tống có thể nhét vừa. Rồi ông lên thuyền, thả mũ một cái thôi là thuyền chạy băng băng về nước Nam, đem đồng đen đúc thành chuông lớn. Đồng đen là mẹ của vàng, nên khi giống chuông, con trâu vàng từ phương Bắc nghe thấy tưởng trâu mẹ gọi, chạy sang Đại Việt. Khi tiếng chuông tắt, trâu vàng lồng xéo dẫm sụp mặt đất thành cái hồ, rồi mắc kẹt luôn ở dưới đáy, gọi là hồ Kim Ngưu, nay chính là hồ Tây ở Hà Nội. Thiền sư Giác Hải. Thần tích về thiền sư Giác Hải khá đơn giản, không dài và ly kỳ như hai vị đồng môn, tựu chung lại có mấy tích sau thôi. Thiền sư có hộ nguyễn, tên Húy là Viết Y, có nơi chép là Quốc Y, hiệu Giác Hải. Thuở nhỏ ông theo cha làm nghề đánh cá ở Hải Thanh, hiện nay là Nam Định. Sau thì cắt tóc đi Tây Trúc, học đạo cùng thiền sư Minh Không và Đạo Hạnh. Sau này đắc đạo rồi thì ông trở về Giao Thủy, làm trụ trì chùa Nghiêm Quang. Ngày nay là chùa Keo Hành Thiện. Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng Thông Huyền Chân Nhân được triệu vào hầu chuyện vua ở chùa Liên Mộng. Hai vị, một là nhà Phật, một là nhà đạo, nhưng rất mực tôn trọng nhau, đều được vua mến mộ. Một lần đang hầu thì có đôi tắc kè gọi nhau in tai nhức ốc. Vua truyền cho Thông Huyền ngăn nó lại. Huyền nhẩm thần chú, lập tức một con rơi xuống nước. Vua mới cười bảo: Một con còn lại xin nhường Sa Môn. Sư Giác Hải đọc chú, con còn lại cũng rớt xuống nước. Vua mới kinh lạ làm bài kể rằng: Giác Hải lòng như hải, Thông Huyền đạo cũng huyền, thần thông thêm biến hóa, mô Phật một thần tiên. Đôi lần vua Nhân Tông đích thân đến thăm chùa hỏi sư: Cái đạo ứng chân thần tiên có thể cho trẫm nghe được không vậy? Sư bèn đọc kinh 8 lần, bay vút lên không rồi lại rơi xuống. Vua và các quần thần đều kính phục, ban cho kiệu ra vào cung cấm. Các sư đồng đạo cũng vô cùng trọng vọng. Lúc sắp viên tịch thì thiền sư Giác Hải làm bài kệ chúng: Xuân lai hoa điệp thiện tri thời, hoa điệp ưng tu tiện ưng kỳ, hoa điệp băng lai giai thị ảo, mạc tương hoa điệp hương tâm tri. Tạm dịch cái nghĩa bài thơ như sau: Xuân tới hoa bướm đều biết, hoa bướm cũng phải lựa theo thời tiết,
hoa bướm xưa nay vốn là mộng ảo, cớ sao phải giữ mãi chuyện hoa bướm ở trong lòng. Đêm đó có ngôi sao lớn rơi ở góc tây nam phương trượng. Sáng hôm sau sư ngồi ngay thẳng mà tịch, vừa xuống chiếu cho 30 hộ phụng thờ hương khói, phong hai con trai của sư làm quan để thưởng công. Ngày 4 tháng giêng hàng năm dỗ sư giác hải, làng Yên Vệ, nay là Ninh Bình, nơi có chùa Phúc Long lại tổ chức lễ hội làng. Sau khi tế thánh xong thì có cuộc thi đấu vật nữa. Mọi người vừa nghe xong video về ba vị sư nổi tiếng trong thời Lý rồi, thì mọi người xem video mà có thấy hay á, thì hãy ủng hộ cho kênh Tìm Hiểu Quanh Ta bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta để kênh của Tìm Hiểu Quanh Ta ngày một phát triển hơn nha. Rồi nếu như mọi người có những góp ý hoặc là thắc mắc gì đó thì có thể để dưới phần bình luận nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của Lát Radio. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.